Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là những giấy tờ chứng thực pháp lý quan trọng, độ chính xác của thông tin là điều chắc chắn phải có. Vậy trong trường hợp phát hiện ra có lỗi sai chính tả trong sổ đỏ, người dân có cần làm lại và đính chính lại thông tin hay không? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Lần đầu tiên xin cảm ơn luật sư đã có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư, thì theo quy định pháp luật thì pháp luật quy định như thế nào về sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ? Vâng, căn cứ theo khoản 16 điều 3 của luật đất đai năm 2013 thì sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất là giấy chứng nhận pháp lý để nhà nước xác nhận cái quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Vâng, vậy thưa luật sư thì sai lỗi chính tả trong sổ đỏ thì chúng ta có cần sửa lại hay không ạ? Vâng, căn cứ theo quy định của pháp luật tại khoản 1 điều 106 của luật đất đai năm 2013 thì quy định về việc đính chính thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với những sai sót về chính tả có thể làm sai lệch các thông tin gây hiểu nhầm lẫn thông tin như quy định tại khoản 1 điều 106 thì phải được đính chính thu hồi giấy chứng nhận. Những cái thông tin này thì bao gồm này, thứ nhất là có những cái sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ nhân thân hoặc là pháp nhân hoặc là nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó. Thứ hai đó là có những cái sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai. Tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. Như vậy là trong các trường hợp có sai sót thông tin theo quy định tài khoản 1 điều 106 luật đất đai năm 2013 thì tùy vào cái trường hợp cụ thể thì người dân cần phải làm lại sổ đỏ hoặc là đính chính lại các thông tin trong sổ đỏ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14, N15 có tổng diện tích 12.560,6 m², đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy do công ty cổ phần đầu tư và thương mại Louis làm chủ đầu tư. Theo đó, nguyên nhân được xác định do trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng có phát sinh đơn thư. Căn cứ báo cáo của thanh tra thành phố về việc xem xét đơn thư, tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo về việc dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trước đó, cũng tại tuyến đường Lê Văn Lương đã có hàng loạt sai phạm được chỉ ra, đơn cử như dự án Handy Resco tại ô đất 3.10NO thuộc dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê, nhà ở, dù có sai phạm như nhồi thêm tầng vượt quy định, sai quy hoạch khi liên tục điều chỉnh và hô biến đất văn phòng thành chung cư. Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, thì vào cuối tháng 10 vừa qua, chủ đầu tư dự án này vẫn tiếp tục thi công rầm rộ. Theo báo cáo của Savo, trong quý 3 năm 2023, nguồn cung chung cư mới giảm tới 47% theo quý và giảm 65% theo năm, xuống 1.891 căn hộ hạng B. Việc nguồn cung ngày càng đi xuống khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư tiếp tục đẩy lên cao, đạt 54 triệu đồng một mét vuông, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Như vậy, đến nay, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội đã tăng 19 quý liên tiếp. Theo đơn vị này, từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai gồm 59.000 căn hộ, các hạng, 9.000 nhà ở thấp tầng và 18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán. Do đó còn thiếu hụt 70.300 nhà ở. Điều này có thể gây sức ép khiến giá chung cư tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Công ty Hòa Bình của Đại gia Đường Bia vừa khánh thành đoạn đường mẫu cao tốc với cam kết chất lượng cao và tuổi thọ vĩnh cửu trên nền đất yếu. Theo đó, con đường này không phải bù lún vì nó chịu lực trên các cọc ly tâm và mặt đường là bê tông cốt thép và nhựa asphalt.
Vì vậy, con đường này sẽ là vĩnh cửu với thời gian và không sợ bị ngập úng. Đặc biệt, sử dụng con đường theo tiêu chuẩn như thế này sẽ tiết kiệm được 30% chi phí và giảm 70% về nhân lực do tuổi thọ con đường tăng gấp nhiều lần so với những con đường cao tốc hiện tại. Các chuyên gia nhận định, với khả năng ứng dụng từ đường mẫu cao tốc này, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ sẽ quan tâm và sẽ đưa ra những quy chuẩn trên nền đất yếu. Đây sẽ là tham khảo thực địa vô cùng bổ ích đối với những nhà hoạch định chính sách và những người đang xây dựng cho các loại đường như thế này. Thưa quý vị, biệt thự thương mại Shop Villa bước tiến mới từ mô hình nhà phố thương mại Shop House đang trở thành loại hình sản phẩm bất động sản hút khách bởi cùng lúc đáp ứng được hai tiêu chí, đó là an cư và kinh doanh sinh lời. Shop Villa được đánh giá là phiên bản nâng cấp của Shop House nhờ mô hình sử dụng biệt thự để kết hợp nghỉ dưỡng lẫn kinh doanh. Đây cũng trở thành một xu hướng trong bối cảnh dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm bất động sản tạo ra giá trị cao. Theo ghi nhận, tại khu Tây Hà Nội, Shop Villa đang được giới đầu tư săn đón nhờ những giá trị sử dụng tiện nghi lẫn giá trị kinh tế gia tăng theo thời gian. Đang có nhu cầu tìm mua Shop Villa tại khu vực phía Tây, dạo quanh một vòng, dự án mà anh Thịnh thấy hài lòng và đạt đủ các tiêu chí mà mình đặt ra. Đó là các căn Shop Villa thuộc dự án Solata Mansion thuộc khu đô thị Dương Nội của tập đoàn Nam Cường. Anh cho biết, với một nhà đầu tư như anh, tiêu chí để anh tìm mua đó là vị trí của dự án nằm ngay tại vành đai 4, thuận tiện để di chuyển vào nội đô, sát với trường đại học. Thứ hai là chính sách về giá đang được đơn vị này cho vay hợp lý. Hơn nữa, không chỉ cho thuê với giá trị tăng theo thời gian, mà gia chủ còn được trải nghiệm cuộc sống vui khỏe mỗi ngày ở những căn biệt thự cao cấp bậc nhất khu Tây Hà Nội. Ở đây là đơn vị thứ hai sau Park City được vận hành và quản lý bởi một đơn vị quốc tế. Thì đây cũng là một điểm nhấn mà tôi thấy rất là tin tưởng để cho các nhà đầu tư hoặc là người ở thực tế người ta thấy là được sử dụng cái giá trị thực của cái sản phẩm. Thị trường bất động sản phía Tây thủ đô những năm gần đây phát triển sôi động, nhu cầu tìm kiếm shop villa tăng mạnh, trong khi đó nguồn cung đang khan hiếm. Trong đó một số dự án thu hút được sự quan tâm lớn của khách hàng, đơn cử như dự án Solata Mansion Dương Nội, Park City hay Galaxy. Mỗi căn Shop Villa được thiết kế hiện đại với 3 tầng thoáng mát, đón nắng, đón gió tự nhiên, cùng diện tích đất từ 170m2 đến 267m2. Trong đó, toàn bộ tầng trệt được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh. Đối với cái vị trí mà nằm ở cái điểm kết nối gần nhất giữa hai cái tuyến đường quan trọng đó thì chắc chắn thời gian sắp tới thì Solata Mansion sẽ là có một cái dư địa tăng giá rất là lớn cho nhà đầu tư. Kết hợp với chính sách bán hàng thì cực kỳ tốt của chủ đầu tư là đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng. Thì Shop Villa hoặc là những cái nhà phụ nhà biệt thự cũng như là shop house dành cái đất giao thông cũng như là dịch vụ nó rất là lớn. Chính vì lẽ đó mà những cái dự án mới thường là nó sẽ ưu việt hơn là các khu cũ. Với không gian sống sang trọng và tiện nghi giữa trung tâm thủ đô, các shop villa như dự án Solata Mansion, An Phú, Park City, Galaxy được coi là hàng độc dành riêng cho giới thượng lưu. Với lợi ích kép như vậy, các khu nhà ở cao cấp biệt lập và riêng tư trong môi trường sống xanh đang được chú trọng phát triển bởi những nhà đầu tư có tiềm lực và giá trị tăng giá sẽ tăng theo thời gian. Ba quần thể Flamingo đồng loạt khai trương năm 2024. Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill 3 sao, Flamingo Tân Trào. Siêu tiến độ, siêu sản phẩm, siêu chính sách, siêu hiệu quả. Lợi nhuận kép chỉ với 15% đầu tư ban đầu. Tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi lên đến 40% giá trị hợp đồng. Check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội. Nhà phát triển bất động sản uy tín với 300 giải thưởng hàng đầu thế giới. Flamingo, thành phố của điểm đến check-in, nghệ thuật và thương mại hiệu quả. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên sóng VTC1.